Vâng, hello, xin chào quý vị, các bạn cùng như toàn thể bà con nhân dân bán vải cũng như toàn thể khán giả của kênh Xuân Muộn TV của mình. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành và gặp nhiều điều may mắn quý vị nha, và chúc bà con bán vải chúng ta được giá. Vâng, hôm nay mình lại tiếp tục làm một clip chia sẻ cho quý vị và các bạn khung cảnh mua bán chợ vải Thiều, U Hồng cũng như là vải Thanh Hà trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 2023 các bạn nhé, còn âm lịch thì là ngày 22 tháng 4 rồi. Vâng, hiện tại đang là 5 giờ 30 các bạn nhé, nhưng mà vải trong buổi sáng hôm nay thì rất là nhiều rồi. Và mấy ngày hôm nay thì là vải ra nhiều lắm rồi, vải Thanh Hà thì chiếm khoảng tầm 60% các bạn nhé, riêng vải Thanh Hà đây. Vâng, trong buổi sáng hôm nay thì mình cũng có đi bán một chút ít vải Thanh Hà, mình bán được giá 14.000 các bạn nhé, bán hàng chợ cho anh em thôi. Mình ít thì mình cũng không muốn đi nhiều, mất thời gian. Thứ hai nữa là mình còn làm thời gian làm video nữa. Bây giờ mình sẽ đi quay và chia sẻ cho quý vị và các bạn ở cái khu vực này nhé. Thế khu vực này là thuộc cầu Chét Phi Điền quý vị ạ. Vâng, đây thuộc cầu Chét Phi Điền, và ở đây thì có rất nhiều các điểm cân hội tụ quý vị nhé, từ vải hàng chợ cho đến hàng xuất khẩu cũng có quý vị nhé. Đây mới sáng sớm thôi nhưng mà vải đã rất là nhiều rồi đây này. Và một lúc nữa chắc là còn nhiều nữa quý vị nhá. Và bây giờ mình sẽ đi quay và xem bà con bán thế nào. Còn bản thân mình ở trong buổi sáng hôm nay thì mình cũng bán được hơn chục nghìn thôi. Vải mình cũng không đẹp lắm, nói chung là mình cũng thấy tầm hợp lý thì mình bán thôi. Và quý vị và các bạn đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình thì hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Xuân Muộn TV của mình một đăng ký quý vị nhá. Và thấy video mình hữu ích cuối thì quý vị nhớ cho một like, có động lực làm những cái video tiếp theo trên kênh Xuân Muộn TV của mình. Và bây giờ mình sẽ đi quay trực tiếp để xem bà con bán ra làm sao đây. Là giá vải thì chắc chắn sẽ dao động được khoảng từ 10.000, có nhiều loại giá lắm. Đây mới sáng sớm đây này, rất là đông đây, mình còn chưa gặp chỗ nào để xem giá đây. Và hàng chợ có, hàng xuất khẩu có, ở tầm hội tụ ở khu vực này rất nhiều các bạn nhá. Đấy, vải đây. Vâng, mới sáng sớm thôi nhưng mà vải đó bà con đi bán rất nhiều rồi. Bây giờ càng ngày càng bà con lại càng đi sớm. Chưa thấy mua đây, còn là đứng thôi. Và mình còn chưa tìm thấy người ta trả giá nữa cơ. Để xem nào. Rất đông vải đây. Bán được. Đây vải Thiều. Đây vải Thiều bác. Vải ngọt. Quay làm gì để nó sâu vào đây không chết bà con không. Có phải chỗ nào chả tắc lùng ngạn bây giờ ấy. Đúng rồi, cứ còn làng áp được giá họ anh em mang đây. Vải Thiều này bác. Bao nhiêu cân ở đây bác? Bán bao nhiêu đấy? 10 à? Vâng, vải Thiều ngọt thì bán 10.000 đấy các bác nhá. Đây vải Thiều ngọt đấy các bác ạ. Nói chung là đầu vụ thì nó cũng không được đẹp lắm. Đây hình ảnh quý vị các bạn có thể nhìn thấy sáng sớm này, mới sáng sớm này 5 giờ 30 các bác nhá. Hiện tại 5 giờ 30 đây, vải đây. Và năm nay thì lục ngạn cơ bản là được mua rồi quý vị ạ. Vải từ vải Thiều ngọt cho đến vải Thanh Hà và vải Lai U, và hiện tại bây giờ đang có 3 loại vải đang bán cùng nhau ở khu vực lục ngạn quý vị nhá. Hiện tại thì khu vực lục ngạn đang có 3 loại vải bán cùng nhau.
Vâng, số người mua thì khá là ít anh quý vị nhé. Nhưng mà tí nữa thì nhiều điểm cân người ta mới cân, bởi vì còn đang sớm sớm quá. Mới lác đác vài điểm thôi. Bên này có con xe hàng bo, mình xem sang bên này để xem hỏi bà con bên này xem thế nào quý vị nhá. Và mình sẽ đi quay với ghi hình, mình sẽ ghi hình trực tiếp mình thấy như thế nào thì mình nói như vậy quý vị nhá, để bà con cùng nắm được cái thị trường vải. Anh vừa bán bao nhiêu anh? Anh bán được 12. 12 à? Đẹp thế này à? Đẹp hơn này chứ. À đây à? Đẹp hơn thế này hả? Cái này bao nhiêu đây? 12 à? Thằng tàu chứ hơi chẳng tí không được 25. À, tàu nó ăn ở đâu, điểm nào điểm tàu? Ở bên kia hả? Vâng, 12.000 quý vị nhé. Nói chung là giá nó kiểu giống là tầm tầm hàng nhà chợ thôi. Sau này mình sang cái xe bên này sẽ là hình như xe hàng bo, hàng Trung Quốc quý vị nhá. Nói chung là hàng Trung Quốc nó giá vẫn cao nhá, thì hàng chợ này lên quanh khoảng trên 10.000 đó. Nó cứ dao động như vậy. Đây bán gì ạ? Bao nhiêu rồi anh? 14 à? Tuấn Hạnh 14.000 quý vị nhá. 14.000 đây quý vị ơi. Cảm ơn nhé. Ủa mày lên đây bán vải hay là lên bo vải? Bo vải không? À đây ạ. Sớm biết không? Dạ, xuống đây tranh thủ bán một tí xong thì đi quay một chút. Có hẳn 10.000 luôn. Vâng, giá trong sổ để hơn 10.000 thì quý vị ạ, 12-13.000. Đây vải đây quý vị nhá, mình còn chưa thấy điểm nào cân hàng cao đây. À xem mình xem điểm bên này xem nào. Ngay cạnh bên này để xem hỏi bà con bán xem giá cả làm sao đây. Cô bán này bán được mười mấy bác? Ơi. Đâu không? Hả? 9.000 này. Và nói chung là vải cũng là xấu, nói chung là tùy theo vải quý vị nhá. Vải đẹp thì đẹp tiền hơn, mà đẹp xấu thì xấu tiền hơn. Vâng, có lẽ mình cũng chỉ là quay ở khu vực quanh quanh đây được thôi quý vị ạ, bởi vì là mình không đi đâu đi xa được. Tắt đường thì không thể đi được, khó đi. Hàng to này thì được bao nhiêu anh? 12 à? 12 thôi nhỉ. Đây quý vị ạ, đây là 12.000 nhé. Và rất may và nên mình còn bán được 14.000. Đây có cả vải lai u cũng như là vải Thanh Hà lẫn lộn đây, có thậm chí cả vải ngọt nữa. Ui giời, khói cái kia. Không ăn. Đây vải một lúc còn nhiều nhá, tí nữa còn nhiều chút nữa cơ. Giờ là mới sớm này thì một số bà con mới bẻ thì chưa ra kịp đây, nhưng mà tí nữa vẫn còn nhiều nữa. Đây mình ra đến cái khu vực ở gần ngã ba, có đường từ trong Đồng Cốc ra này. Đây thuộc gọi là người ta gọi là ngã ba Đồng Cốc, nhưng mà vâng, cầu chép. Đây chỗ ngã ba đây, ở giữa ngã ba Đồng Cốc đây, Đồng Cốc ra đây. Nhưng mà địa chỉ đây thuộc cầu Chết quý vị nhá. Và mình làm video thì ở địa chỉ nào mình nói địa chỉ đó để quý vị vào bà con tiện đi bao bán vải. Đây đường ra đây. Đây đường này ra rất là nhiều vải đây quý vị đây. Cá to.
Vâng, đường này thì vào trong này là rất là nhiều vải quý vị nhá. Khu vực trong này là nhiều vải lắm. Bây giờ mới ra đến đây thì thấy tắc đường, mình nhìn thấy từ đây vào trong kia chắc khoảng vài trăm mét này. Đông lắm, giờ trong này ra đông thật đấy, trong này nhiều vải. Và một chút nữa thì là còn nhiều vải nữa quý vị nhá. Bởi vì bây giờ bà con mới sáng sớm thôi. Tắc đường kiểu đến 10 giờ. Và cái khu trung tâm đây này là gần như là nhiều vải nhất ở đây rồi. Bà con tập trung dồn về đây bán quý vị nhá. Đây rất là nhiều nhá. Đây đây. Cả hai bên dọc đường này. Đây vải hiện tại những người mua mình thấy khá là trầm lắng quý vị ạ. Không thấy sôi động. Bà con đi bán thì sôi động, nhưng còn người mua thì khá là trầm lắng đấy. Chị mua vải hàng gì đây? Vâng, đây vải đang một số thì chưa bán được nhá. Và mình sẽ di chuyển một chút xuống khu vực ở bên dưới này xem thêm quý vị nhá. Vâng, khu vực này thì là hội tụ tất cả các loại vải rồi, và cũng như là nhiều điểm cân từ hàng chợ cho đến hàng xuất khẩu, quý vị nhiều lắm. Nói chung là giá cả thì cũng tùy theo từng hôm, có hôm thì là bán dễ, có hôm thì là nó bán là khó hơn, vải thường là như vậy. Nhưng mà Lục Ngạn thì tiến tới là trong thời gian tới khoảng một tháng thì sẽ lúc nào đường lúc nào cũng nhộn nhịp như thế này quý vị nhé. Bởi vì ở Lục Ngạn thì bắt đầu vào đầu mùa vải ngọt thì bắt đầu cũng đầu mùa rồi, còn vải Thanh Hà thì cũng mới đầu mùa thôi, chưa thật là chính vụ u hồng. Thổ cũng đi xa phết nhỉ. U hồng có ít này đấy hả? To cái hàng tàu không ăn à? Hả? To hàng tàu không ăn à? Không ăn. Bán này. Cái này hôm nay nó mấy? Sao lại đang chờ bán hay là chưa bán? Chưa bán. Lại u hôm nay nó là họ lại mua ít nhỉ? Và mình sẽ xem những điểm khác. Đây là toàn hàng chợ đây, để xem hàng xuất khẩu Trung Quốc, để xem thế nào, xuống khu vực bên dưới để xem nào quý vị nhá. Đây hàng Trung Quốc không gửi u trứng à? Anh cứ nuôi gì đấy? Hàng miền Nam mình hay là Trung Quốc? Miền Nam. U hồng. Vẻ một cây này đi quá. Anh mua hàng to à? Mua cao tầm khoảng bao nhiêu đấy? 10-12 à? Vâng. U hồng không phải không? Vâng, mình đang di chuyển xuống khu vực khoảng chỗ ngã ba đây một chút. Ở đây vẫn thuộc cầu Chét Phì Điền quý vị nhá. Ở đây thì có hội tụ mấy cái điểm cân hàng giá cao quý vị nhá, hàng xuất khẩu Trung Quốc đó. Mình ra đây xem bà con sáng hôm nay xem có hàng giá cao ở đây thì xem được giá thế nào đấy quý vị nhé. Vâng, quý vị và các bạn xem video của mình thì hãy xem dài một chút thì mới biết cái địa điểm này và địa điểm kia mua giá ra làm sao quý vị nhé. Đây là u hồng u trứng. Đây là toàn là vải lai u, bởi vì ở đây có mấy cái điểm cân hàng cao nên thì là cân vải lai u.
Thì mấy cân hàng cân giá cao này thì mình xem nào, ra đây ngắm xem nào. Đây là anh người Trung Quốc nhé, mình không biết người tiếng Trung Quốc. Vừa này có mấy hàng cân cao đây nhưng mà không biết là chưa biết là thế nào đây. Mình đang chờ thấy cân. Vâng, mình sang điểm ở khu vực bên này để xem quý vị nhá. Điểm bên này là nhà Hải Luyến. Vâng, một nhà cũng khá là nổi tiếng về vải, cân vải hàng giá cao quý vị. Mình hỏi xem bà con bán ở đây xem giá thế nào được. Cua lên hơi khó đấy. Ừ, cua hơi khó. Để em đỡ một chút cho. Và mình thấy anh em bán thì vừa nãy họ có giá đến 16.000 thôi quý vị nhé. Đây là mấy điểm cân vải lai u hàng cao. Cái này họ cho vật bao nhiêu? 18 thôi. 18 à? Vâng, 18.000. Đem đem à, thay thay à. Ở đây anh người Trung Quốc. Anh cô, cũng mấy chục ký lo. 16.000. Cái không lượng. À. Đó đi. Vâng, đây họ mua cũng chỉ hơn 10.000 thôi, 16.000 kìa. Vâng, ở đây con quanh này trong buổi sáng hôm nay thì ở đây thì họ tưởng cơn lai u thì cũng hơn chục nghìn, gần 20.000. Nói chung là cũng nhiều loại nha quý vị nhá. Vải đẹp thì người ta vẫn giá cao hơn đấy. Đấy, đang mua. Vâng, mới sáng sớm 6 giờ kém quý vị nhá. Đây vải rất nhiều rồi đây. Nói chung là giá vải thì nhiều loại giá quý vị nhá, từ 10.000 cho đến hàng xuất khẩu Trung Quốc thì vẫn có giá trên 20 quý vị ạ. Đây mình thấy mua bán trong buổi sáng hôm nay thì mang đi cho à? Không bán được 4.000 cứ mang đi cho dân, không lấy tiền nữa, không lấy rẻ nhỉ. Vâng, vải lai u thì vải xấu thì hơi khó bán quý vị, bởi vì là Thanh Hà bây giờ nó ra nhiều rồi. Xuống sớm. Vải Thanh Hà ra nhiều, đâm ra vải lai u hàng xấu hơi là khó bán, nó không chuộng mấy vải lai u hàng xấu quý vị nhá. Vâng, có cả vải thiều ngọt đây này. Vải thiều ngọt thì mình chưa thấy điểm nào cân chính.
Vâng, đây thì một số hàng chợ là phần lớn quý vị nhá, hàng chợ thì nhưng bây giờ cũng phải là nhờ anh em hàng chợ nhiều thì là giá vải nó mới ổn định được. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay thì lượng vải nó nhiều hơn so với các ngày trước rồi quý vị nhá. Từ ngày hôm qua thì là nhiều và càng ngày càng nhiều. Đây vải ngọt đây rất nhiều đây. Điểm ăn vải ngọt ở chỗ nào đây? Ở đây chưa thấy điểm nào đâu. Biết rồi. Toàn hàng chợ thôi, vải ngọt toàn hàng chợ thôi, chưa có điểm chính thức đâu. Em đi rào rạo này mà chưa thấy điểm chính thức đâu. Toàn hàng chợ thôi. Vâng, ở đây là một số thì cả vải ngọt nhé. Vải ngọt bây giờ một số bà con đi bán này chỉ được 10.000 thôi quý vị nhé, bởi vì là chưa có cân hàng nào chính thức cân hàng vải ngọt. Đấy, cái khu này là khu trung tâm nhộn nhịp đây, ở chỗ ngã ba này hay bị tắc đường đây, bởi vì là xe đi vào xe đi ra khu ngã ba nó hay vậy quý vị nhé. Vâng, công tác mua bán vải thiều của bà con sáng hôm nay mình thấy bà con có vẻ là bán vải hơi khó khăn quý vị nhé. Đây, nếu mà bán vải dễ thì một số bà con sẽ không đứng chờ như thế này nữa, ra vải ra là bán luôn. Vải ngọt đây quý vị nhé, đây là vải ngọt đây. Và mình sẽ quay một chút để xem thế nào. Đây, khu vực này thì đang ai sọt tôi đúng. Ngọt cái gì nhé. Vâng, đây mình sẽ di chuyển lên một chút đây, khu vực ở chỗ giữa ngã ba này. Vâng, vải trong buổi sáng hôm nay thì thấy bà con đi bán là khá là khó quý vị nhé. Vâng, thấy khó hơn các điểm cân này nó không nhiều lắm. Ở đây hội tụ mấy tay YouTuber của là Lạng Sơn đây. Đấy, có lão Yên, Bùi Yên đây. Ẩm thực và đời sống này. Vừa đây sáng bán đến vải được 14.000. À, bán xong cái gì? Ra gạ chúng nó mua ngay. À. Và mua nhanh để tao còn đi quay video. Vâng. Em mấy em đang quay được. Rồi quay đi. Tắc đường xa không? Vâng, đây này tập trung mấy anh em YouTuber đây này. Vâng, mình sẽ tiếp tục di chuyển lên khu vực gần đây một chút này xem nào. Đây vải buổi sáng hôm nay thì nhiều vải, lượng vải cực kỳ nhiều quý vị nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây rất là nhiều đây, vâng chào. Bao nhiêu cái này đây? 16 thôi ạ. 16 à? À. Tươi. Quả nó. Vâng, quả nó hơi tươi tươi cũng tươi. 16 nghìn. Lấy u đẹp mà chưa bán hả? Không ai mua. Không ai mua. Bây giờ vải Thanh Hà ra vải này họ lại ít mua hơn nhỉ? Đây quả sáng chứ? Ờ. Vâng. Ngược đi xuôi. Vâng, đây vải hiện tại khu vực này đang rất là nhiều vải dọc từ đây đến đây kia, à, chắc là rất là xa quý vị, phải hàng cây số đây. Đây là chợ vải thiều, khu vực tụ tập đông nhất thời điểm mua vải hiện tại nhé. Vâng, rất đẹp, họ giá 10.000. Qua tao bán là 22. Ờ. Hôm qua khác, hôm nay thì họ khác. Không bán trời đâu. Vâng, trời lất phất mưa rồi. Vâng, đang bị tắc đường rồi quý vị ơi. Giờ bị tắc đường rồi. Vâng, trời đang mưa lất phất nữa nhưng mà bà con, rất nhiều bà con chưa bán được vải quý vị nhá. Vâng, năm nay thì vải lục ngạn được mùa, thực ra thì vải, số lượng vải rất nhiều. Có thể nhìn thấy hình ảnh kia xa xa kia anh em, tắc đường rất là dài luôn. Bắt ngàn vải thiều. Mình cũng muốn di chuyển tiến lên dần quý vị nha, bởi vì là bây giờ không biết là đến lúc nào mới hết cái đoạn đường này đây. Vâng, có lẽ mình sẽ dừng lại cái video của mình tại đây thôi nha quý vị nhá. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình trong buổi sáng hôm nay. Hình ghi hình về giá vải, nói chung là trong buổi sáng hôm nay thì bà con đi bán vải cũng khá là khó quý vị nhá, không được thuận lợi cho lắm bởi vì lượng vải nhiều mà người mua ít. Đồng quý vị nha.